Người mẹ 80 tuổi lặn lội từ Mỹ về Việt Nam tìm con. Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt. Vào những năm 70, trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, một người phụ nữ Việt tại Sài Gòn đã bị chia cắt với người chồng Mỹ. Từ đó một mình nuôi ba đứa con thơ dại. Trong hoàn cảnh cùng cực thiếu ăn thiếu mặc, bà đã dứt ruột trao đứa con gái đầu lòng của mình cho người khác nhận nuôi với mong muốn con sẽ được ăn ngon mặc ấm. Mà con biết rằng lần cho con ấy sẽ khiến bà hối hận và tạo nên bi kịch mẹ con tìm nhau suốt hơn 40 năm. Đó là câu chuyện chia ly đầy buồn tuổi của bà Nguyễn Thị Tâm và con gái Đặng Thị Thanh Nga. Cảnh ngộ của hai mẹ con từng lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả trong chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Bà Nguyễn Thị Tâm quê ở huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định, năm nay bước qua tuổi 85. Hiện bà đang sống tại Mỹ cùng vợ chồng con trai thứ hai. Những năm 18 đôi mươi, bà kết hôn và sinh được chị Thanh Nga. Cưới nhau được mấy năm, ông đi bộ đội rồi qua đời. Sau đó được một người lính Mỹ yêu thương, bà chấp nhận đi bước nữa và sinh thêm hai người con, một trai, một gái. Lúc này bà đã 37 tuổi. Khi chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc, người chồng Mỹ của bà phải về nước, không thể mang theo vợ con. Một mình nuôi ba con nhỏ khiến cuộc sống của bà vô cùng khó khăn. Lúc đó, bốn mẹ con bà đã đưa nhau đến thuê phòng trọ ở đường Thoại Ngọc Hầu, quận 11. Khi này bé Thanh Nga đã hơn 10 tuổi. Chủ trọ là một gia đình giàu có. Một lần em trai người này đến chơi, nói nhà có bốn người con trai nên rất thích có con gái, muốn xin bé Thanh Nga làm con nuôi. Biết họ có gia đình khá giả, người mẹ trẻ đồng ý. Tuy nhiên, khi làm giấy cho con, bà Tâm vẫn cẩn thận ghi lại địa chỉ người nhận nuôi để sau này cuộc sống khá hơn sẽ đến đón con gái về. Khi mẹ nói về ở với ba nuôi sẽ có nhiều đồ chơi, được ăn kem, đi chơi công viên bằng xe ô tô, bé Thanh Nga khi đó rất hào hứng theo ba nuôi về. Đứng nhìn theo dáng con khuất dần, bà Tâm như đứt từng khúc ruột. Người mẹ ấy chỉ biết tự động viên, ở nơi mới con gái sẽ được ăn no mặc ấm. Đi được mấy ngày thì cô bé nhớ mẹ nên đòi về. Nó về tôi đánh, bắt đi làm con nuôi bằng được. Nó gào khóc, nhất định không chịu đi. Tôi càng đánh đau hơn. Bị đánh đau quá, còn mới mếu máo lên xe cho ba nuôi trở về. Bà Tâm nhớ lại. Bà không biết rằng bé Thanh Nga từ khi biết đi xe đạp vẫn luôn đến nhà trọ để tìm mẹ và các em. Nhưng chỉ dám nhìn từ xa vì sợ mẹ nhìn thấy sẽ đánh. Nhưng rồi sau đó, cô bé không còn gặp được mẹ mình nữa. Hành trình tìm con trong nước mắt. Sau khi chiến tranh kết thúc, bà Tâm đã đưa các con về quê ở Phù Cát định cư. Trước khi dọn hành lý, bà đến nơi người đàn ông đã cho con để đón con gái về. Nhưng người này đã chuyển chỗ ở. Bé Nga lúc này cũng được đổi tên thành Nguyễn Thị Ngọc Hà. Hỏi những người quen, không ai biết bé Nga đã đi đâu. Bà Tâm ra về tròn buồn bã. Kể từ đó bà luôn trằn trọc. Không biết con bé bị người ta đưa đi đâu, có được yêu thương hay là chịu cảnh hắc hủi đối xử tệ. Bà cho biết khi đó xem phim có cảnh những đứa trẻ đi làm con nuôi bị ngược đãi. Bà chỉ biết lặng lẽ ngồi khóc vì thương con. Suốt những năm sau đó, bà liên tục bắt xe từ Bình Định vào Sài Gòn tìm con nhưng vô vọng. Năm 1990, mẹ con bà Tâm được qua Mỹ đoàn tụ cùng chồng. Trước khi đi, bà dặn người con gái Úc do đã có gia đình ở quê nên không muốn đi theo mẹ và anh trai, ở nhà tìm chị giúp mẹ. Cứ nhắc đến chị là mẹ khóc. Mẹ nói mẹ hối hận vì đã cho chị đi. Chị Linh Nga, con gái Úc bà Tâm, nói về mẹ. Theo mong nguyện của mẹ, vợ chồng chị Nga đã dò hỏi nhiều nơi về tung tích của chị gái nhưng không có kết quả. Sau cùng, họ đã gửi hồ sơ của Thanh Nga nhờ chương trình như chưa hề có cuộc chia ly tìm giúp. Bà Tâm dù đã sang Mỹ nhưng vẫn luôn hướng về quê hương vì ở nơi đó còn có một người con chưa biết sống ra sao. Suốt mấy chục năm, cứ mỗi lần từ Mỹ về thăm quê, bà Tâm lại tá túc nhà bà con ở quận 8 để tìm con gái. Bà đến chỗ trọ mấy mẹ con bà ở năm xưa, đến nhà người đàn ông cho con, hỏi thăm những người bà biết, nhưng rồi lại thất vọng ra về. Người con mỏi mòn chờ tin mẹ. Về phía chị Thanh Nga, sau khi được mẹ cho đi làm con nuôi, cứ ngỡ chị sẽ được ở trong gia đình giàu có và thảnh thơi, nhưng không phải vậy. Ba nuôi chị ban đầu thực sự có điều kiện tốt, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc thì sa cơ lỡ vận
phải chuyển đi nơi khác ở. Đồng thời một mình ông phải nuôi 5 người con, thêm chị là 6. Ông có 4 người con trai, 1 người con gái, chứ không phải không có con gái. Đông con, vì thế ông không có đủ điều kiện lo cho các con. Thanh Nga mới hơn 10 tuổi, đã phải nghỉ học ở nhà nấu cơm, giặt đồ, quét dọn. Lúc đó tôi nhớ mẹ, thèm được về chơi với hai em, nhưng về bị mẹ đánh quá, tôi không dám. Chắc mẹ đuổi tôi đi luôn rồi. Cô bé Thanh Nga khi đó cứ đặt câu hỏi, sao mẹ bỏ tôi, không thương tôi? Sau đó, ba nuôi đi làm giấy tờ và đặt tên cho chị là Nguyễn Thị Ngọc Hà. Ông cô chuyển từ quận 10 sang quận 2 sống. Nhớ mẹ, cứ lúc không phải làm việc nhà, là chị lại mượn xe đạp của các anh đạp đến đường Thoại Ngọc Hầu để thăm mẹ và các em. Ban đầu, mẹ và hai em còn ở đó, tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn vào. Tôi không dám lại gần vì sợ mẹ đánh, chị Hà nhớ lại. Đến năm 15 tuổi, chị đạp xe đến nhà trọ thăm mẹ và các em thì không thấy nữa. Tôi hỏi mấy người xung quanh, ai cũng bảo mẹ đưa hai em về quê rồi. Tôi không biết quê mẹ ở đâu, tôi chỉ biết hồi nhỏ mẹ có đưa tôi đến sống ở Lâm Đồng. Đạp xe từ Thoại Ngọc Hầu về quận 2, tôi khóc như mưa. Chị Hà nhớ lại. Từ đó, chị sống trong hụt hẫng, hận mẹ vì đã bỏ mình. Năm 19 tuổi, chị Thanh Nga lấy chồng, nhưng cuộc hôn nhân ấy không hạnh phúc, nên chị nhanh chóng ly hôn. Bi kịch lại ập đến với người con trai của chị. Sau khi cậu bị điện giật qua đời, chị sống như cái xác vô hồn, chìm đắm mãi trong nỗi đau mà không thoát ra được. Hồi tưởng lại chuyện cũ, người phụ nữ sinh năm 1966 nghẹn ngào nói, ngoại ba nuôi, tôi không còn ai là người thân. Năm 35 tuổi, chị kết hôn lần nữa. Khi chị Thanh Nga mang thai 2 tháng, chồng chị bỏ đi với người phụ nữ khác. Chị phải mang bụng bầu mới 2 tháng ra ngoài ở. Từ đó tới nay, một mình chị làm đủ thứ nghề, từ nhặt ve chai, bán vé số đến bốc phát gạo lên chung cư để nuôi con khôn lớn. Có con, phải bươn chải nuôi con, tôi mới hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Chắc ngày xưa mẹ nghèo mới cho tôi đi làm con nuôi cho sướng hơn. Chắc mẹ hối hận lắm. Chị nói về mẹ lúc không còn hận bà nữa. Dù rất muốn đăng thông tin tìm lại mẹ, nhưng chị sợ ba nuôi biết chuyện lại buồn. Cứ rảnh, chị lại đạp xe đến nơi công cộng, bến xe, chợ tìm mẹ. Lúc đi xe buýt hay đến chỗ đông người, nhìn thấy người phụ nữ nào hao hao giống mẹ, chị lại chạy đến hỏi xem có phải là bà Nguyễn Thị Tâm có cho con gái lúc 10 tuổi tên Đặng Thị Thanh Nga không? Nhưng chị chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Năm 2016, bà nuôi mất. Chị Thanh Nga không còn một ai thân thích, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà trọ nhỏ xíu ở khu Thanh Đa, quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Sau đó, chị mới nhờ người gửi hồ sơ đến chương trình như chưa hề có cuộc chia ly tìm mẹ, với khao khát được gặp lại mẹ, dù đó là hy vọng rất mong manh. Chị Thanh Nga trải lòng, ba nuôi mất, tôi chỉ có con trai là người thân duy nhất. Tôi muốn sau này con sẽ biết về bà ngoại, các cậu, các dì. Đoàn tụ sau hơn 40 năm xa cách. May mắn thay, dựa vào hồ sơ của hai mẹ con gửi đến chương trình, họ đã có cơ hội gặp lại nhau. Và một ngày tháng 6 năm 2019, nghe tin báo đã tìm thấy con gái đầu, tên hồi nhỏ là Đặng Thị Thanh Nga, hiện tên Nguyễn Thị Ngọc Hà. Bà Tâm ngay lập tức đặt vé máy bay về Sài Gòn. Dù đã 81 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng nghĩ đến chuyện được gặp con gái thất lạc bao nhiêu năm, bà chuẩn bị hành lý rất nhanh, bước đi rất khẩn trương. Bà cho biết các con cháu bà ở Mỹ ai cũng bận nên bà phải về một mình. Cũng tại thời điểm đó, khi đang đi nhặt ve chai, chị Thanh Nga nhận được cuộc gọi của nhân viên bên chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, thông báo ngày 2 tháng 6 đến để nhà đài quay chương trình. Họ không nói rõ là đã tìm thấy mẹ cho tôi, mà chỉ nói đến để họ làm phóng sự thôi, chị Thanh Nga nhớ lại. Dù chưa chắc có được gặp mẹ hay không, nhưng chị vẫn mong đến ngày đó. Suốt 2 tuần liền, tôi ngủ không ngon, bụng cứ cồn cào vì hồi hộp, chị Thanh Nga nói. Và rồi ngày đoàn tụ của hai mẹ con sau 44 năm cũng tới. Giây phút xem đoạn phim chiếu cảnh, có chị Đặng Thị Linh Nga ở Phù Cát, Bình Định đang ngồi làm nón. Chị Thanh Nga nhận ra ngay, người phụ nữ đó chính là em gái mình. Đến lúc này, nhà báo Thu Yên, MC của chương trình mới gọi chị Linh Nga và bà Tâm ra sân khấu gặp con gái. Được ôm mẹ và em gái hơn 40 năm, mòn mỏi tìm kiếm, nước mắt chị Thanh Nga rưng rưng. Khán giả bên dưới cũng không nén nỗi xúc động khi chứng kiến cuộc trùng phùng của hai mẹ con. Tại chương trình, bà Tâm nghẹn ngào nói, nếu không tìm được con bé,
chắc tôi chết không nhắm mắt được đâu. Chị Thanh Nga cho biết tìm được người thân là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị. Thấy mẹ và các em khỏe mạnh, tôi vui lắm, chỉ cần vậy thôi. Từ nay, tôi đã có quê hương, có mẹ, có em trai, em gái và các cháu. Từ nay, tôi đã được gọi điện thoại nói chuyện với mẹ rồi. MC Thu Yên cho biết đáng lẽ mẹ con bà Tâm sẽ được gặp nhau sớm hơn. Nhưng do lúc đăng ký tìm chị, vợ chồng chị Linh Nga đăng ký số điện thoại của chồng chị. Vào 5 năm trước, chồng chị đã mất. Vì thế chương trình liên lạc rất khó khăn. Họ phải về tận Phù Cát để xác minh thông tin. Quá trình này mất rất nhiều thời gian. Sau 4 ngày gặp gỡ, bà Tâm phải trở về Mỹ vì đang điều trị ung thư đường ruột. Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi khiến chị Nga không khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên, chị đã được an ủi rất nhiều khi biết mẹ luôn nhớ thương mình. Đến sân bay, nhìn mẹ đang chờ mình từ xa, chị đi thật nhanh đến ôm mẹ vào lòng. Rồi chị rối rít hỏi mẹ, mẹ đi taxi có say xe không? Đi qua Mỹ một mình có vất vả cho mẹ không? Mẹ gắng ăn uống sữa vào cho khỏe đó. Bà Tâm hứa với con gái sẽ luôn giữ sức khỏe, qua đến nơi sẽ gọi về ngay. Bà cũng hứa với con sẽ quay trở lại thật sớm. Lúc đó, bà sẽ về cùng vợ chồng con trai và các cháu. Người mẹ 81 tuổi cũng không quên dặn dò con gái. Con giữ gìn sức khỏe, mẹ sẽ cùng em và các cháu về thăm con. Chờ mẹ vào đến cửa an ninh làm thủ tục, chị Thanh Nga mới về. Suốt đoạn đường từ sân bay về chỗ trọ, chị lo lắng. Mẹ già rồi, không biết đi đường có vất vả không? Không biết người ta có giúp đỡ mẹ lên xuống máy bay không? Sau cuộc đoàn tụ ấy, mấy chị em thường xuyên gọi điện thăm hỏi lẫn nhau. Cô em Út đang sống tại Phù Cát, Bình Định, thấy chị vất vả mưu sinh tại Sài Gòn, đã thuyết phục. Ở Sài Gòn khổ cực quá, hai chị về quê rau cháo qua ngày với em. Em trai chị, một cảnh sát Mỹ, mới gặp một chấn thương khiến anh không thể về quê hương, cũng gọi điện an ủi, sẽ cố gắng chữa lành vết thương để về Việt Nam thăm chị. Những lời quan tâm ân cần của người thân mà bao năm qua không được nghe khiến chị Nga nghẹn ngào. Dù gia đình chị lại mỗi người một ngã, nhưng chị Nga biết rằng trong cuộc đời này, mẹ con chị không còn đơn độc. Chị chỉ mong bà có thể vượt qua cơn bạo bệnh và cùng chị chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.